Em xin chào anh chị cùng các bạn. Hiện tại thì em đang đứng ở ngay chỗ cái bùng binh trung tâm của Bến Tre ha. Thì phía trước em là bùng binh nè, chợ Bến Tre và cửa hàng xe gắn máy Quê Liên. Thì sáng nay thì em sẽ dắt anh chị đi một vòng cái đại lộ Đồng Khởi ha. Đây phía trước em là mặt tiền đường đại lộ Đồng Khởi, là con đường cái trục đường lớn nhất Bến Tre ha. Rồi bây giờ em sẽ dắt anh chị đi lang thang vòng vòng để xem lại cái con đường đại lộ Đồng Khởi của Bến Tre bây giờ nó sẽ như thế nào nha. Hiện tại thì bây giờ là khoảng 9 giờ sáng. Bên đây là ngày xưa là cái cây xăng nè nha anh chị. Sáng thì cũng nắng lắm nhưng mà người ta đi đường cũng rất là đông anh chị. Bên phải em là trường tiểu học Bến Tre. Hôm nay thì học sinh đã nghỉ học nghỉ hè rồi anh chị, nên là bây giờ là không có còn học sinh đi học ha. Còn bên đây là trường Vĩnh Phú ngày xưa nè. Ngày xưa thì em cũng đã học ở trường Vĩnh Phú này. Thời gian thì nó đổi tên thành là trường Phú Thọ dành cho cấp 1. Bây giờ thì cũng đã đập rồi anh chị, đập để mình trường thì cũ rồi nên là bây giờ là mình sẽ xây lại cái khác ha. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì em cũng chưa có biết là xây cái gì, nhưng mà bây giờ đã đập rồi nè, nhưng mà còn cái cổng nè anh chị đó. Đây là trường Vĩnh Phú ngày xưa ha. Phía trước là có cái bãi đất trống á, là cái sở điện lực ngày xưa anh chị, bây giờ cũng đập luôn rồi, đập và đang xây lại. Đây là đường Lê Quý Đôn. Đường Lê Quý Đôn là đường xuống Hồ Thúc Giang, là kêu bằng Bờ Hồ ngày xưa anh chị. Ở đây thì có đèn xanh đèn đỏ, mình sẽ chạy chậm chậm lại. Ở đây thì cái đường này quẹo phải thì mình cũng đi xuống Hồ Thúc Giang được nè. Ở Bến Tre thì cái đại lộ Đồng Khởi này là cái trục đường chính của Bến Tre. Còn bên đây là Ủy ban Nhân dân thành phố. Dọc đường thì bây giờ mặt tiền nên là người ta sẽ mua bán cũng rất là đông đúc anh chị, rất là sôm tủ. Ở đây thì có một cái hồ bơi này ngày xưa nè. Bây giờ thì người ta đặt tên đó là hồ bơi Hoàng Lam. Ở đây thì dạy bơi cho trẻ em rồi đó anh chị. Đây có công viên này nè, có một cái hàng dương rất là đẹp nè, từ xưa tới giờ luôn anh chị. Còn ở bên mé tay trái là rạp Lê Anh Xuân. Bây giờ thì mấy cái rạp phim, hệ thống rạp phim vậy á thì cũng ít người xem đó anh chị. Tại vì bây giờ thời đại giờ tân tiến rồi, nên là chỉ cần xem gì là người ta sẽ cầm điện thoại người ta xem á. Ở bên đây còn cái hàng vuông này rất là đẹp anh chị. Đây là công viên Bến Tre. Cái công viên này bây giờ là đã xây mới lại rồi. Còn ngày xưa lúc mà thời thật là lâu thì cái công viên này là nó sẽ chẻ làm đôi ra, nó có phân ra hai chiều rõ rệt. Ở đường giữa thì nó có đường cho xe lớn đi ha anh chị. Còn bên đây là trung tâm thương mại nè, siêu thị anh chị, siêu thị Co-op-Mart. Ngày xưa ở đây là cái sân vận động Bến Tre thì bây giờ đã dời đi điểm khác rồi anh chị. Thì em sẽ chạy xe thật là chậm, có cái điểm nào mà cần dừng lại mà để em sẽ kể lại cho anh chị thì em sẽ dừng lại ha. Đây là công viên Đồng Khởi. Công viên Đồng Khởi cũng là kêu bằng công viên Bến Tre anh chị. Đó. Đây là có tượng của nữ anh hùng của Việt Nam nè.
nữ anh hùng của Bến Tre chứ em nói nhầm á anh chị. Đây là bà Nguyễn Thị Định. À, đội quân tóc dài của Bến Tre anh chị. Rồi em mời anh chị đi tiếp nha. Em thì em nhớ gì thì em sẽ nói lại cho anh chị nghe nha. Chứ mà còn nhiều khi là em cũng quên nhớ những cái vấn đề gì đó khác đó thì anh chị hãy comment dưới video giúp em. Cái công viên này thì giờ này cũng vắng rồi, buổi sáng thì người ta đi tập thể dục đó cũng rất là đông anh chị. À, đường bây giờ đường xá Bến Tre thì nhìn rất là đẹp anh chị. À, nhà cửa thì bây giờ ai cũng cất lên rất là khang trang. À, để giờ em qua bên đây em sẽ quay lại cái công viên Đồng Khởi cho anh chị xem cho nó rõ ha. À, ở đây là công viên Đồng Khởi nè ha. Ở đây ngày xưa mình hay kêu là đầu cổng chào anh chị. Đầu cổng chào là nó đó. À, ở bên kia thì có cái ngân hàng Liên Việt. Bây giờ thì mấy cái shop FPT, Thế Giới Di Động thì ở Bến Tre cũng rất là nhiều. Đường xá ở Bến Tre thì thật sự thì cũng không có đông đúc lắm. Nó cũng tương đối thôi chứ không phải như đường Sài Gòn. Đường Sài Gòn thì còn kẹt xe á. Bến Tre thì ít có bị tình trạng kẹt xe đó anh chị. À, đây còn bên trái ở đây nè. Bên trái đây em là có một cái lò kẹo. Lò kẹo này nổi tiếng của Bến Tre. Đây là lò kẹo Thanh Long ha anh chị. Còn cái hẻm này là cái hẻm ngày xưa là cũng kêu bằng cái hẻm lò kẹo Thanh Long nè. À, nhà bạn em cũng trong đây. À, em sẽ đi quay chi tiết cho anh chị cùng xem. Ngày xưa ở đây là có cái hãng nước đá, ta kêu bằng hãng nước đá Vĩnh Hiệp á. Bây giờ thì thành là nhà hàng Đồng Khởi 2 anh chị. À, bên hông người ta bán xe cộ rồi rất là sung túc. Đi đường xá bây giờ nó cũng nhiều thay đổi đó anh chị. Còn bên đây bên tay trái em là hẻm Quảng Bạch nè. Hẻm Quảng Bạch ngày xưa. Bây giờ người ta cũng làm rất là rộng. Còn bên đây bên tay phải em là Công an Thành Phố ha. Kêu bằng ngày xưa là kêu bằng là Trung Tâm 3 anh chị. Đây thì có một cái dòng xây này mới nè. Dòng xây này thì nó làm cũng cách nay chắc khoảng gần cả chục năm mà anh chị. Kêu bằng là dòng xây Đông Tây ha. Còn dòng xây còn cái ngã tư Phú Khương, ngã tư Phú Khương ngày xưa là không có cái dòng xây, nó chỉ có là cái ngã tư thôi. Bây giờ người ta cũng đã làm cái dòng xây rồi. À, Bến Tre thì buổi tối thì đông lắm. Buổi tối tại vì trời là mát mẻ. Mát nên người ta sẽ đi dạo phố rồi anh chị. Tại thời tiết Bến Tre lúc này nóng. Ở nhà thì nóng nực lắm. Nên là bây giờ đi ra đường nó mát hơn. Đi ra đường sẽ mát mẻ hơn á. Còn buổi sáng về thì trời cũng dịu dịu mà có trưa nắng gì đó anh chị. Đây là đường Ca Văn Thỉnh. Nó cái đường đó là nó sẽ đi đến cái đường Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ là khu chợ Cầu Bà Mụ anh chị. Ở đây là trường học Phú Khương ngày xưa nè anh chị. Trường học Phú Khương bây giờ đã đổi tên rồi thành là Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp nè đó.
theo lịch trình thì em sẽ dắt anh chị đi từ cái vùng binh hai con chim bồ câu ha, rồi đi lên tới ngã tư Phú Khương thì em sẽ vòng lại. Còn những cái con đường khác thì trong những cái video sau thì em sẽ chia sẻ tiếp cho anh chị cùng xem lại ha. Ngày xưa thì con đường đại lộ Đồng Khởi này thật sự là nó cũng nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà bây giờ thì mỗi năm thì người ta sẽ làm lại đường, thì đường xá thì bây giờ là cũng là ổn định rồi anh chị. Bây giờ chắc đường này cũng lớn rồi nên là cũng không có phóng lộ đâu. Ngày xưa thì xung quanh hai bên thì nhà cũng còn sập sệ á, bây giờ người ta đã làm là rất là khang trang. Đây là chùa, có một cái chùa Pháp Tam nè anh chị. Đây phía trước em á là vùng binh ngã tư Phú Khương ha. Ở đâu giờ cũng có cái bảng chỉ đường vậy nè, cho mình sẽ tiện đường đi, muốn đi đâu cái mình nhìn cái bảng là mình cũng đi được rồi anh chị. Đây vùng binh ngã tư Phú Khương, một bên thì có một cái shop điện thoại Thế Giới Di Động, và bên đây là có FPT. Còn đường này là đường ra Bình Nguyên nè, ra Bình Nguyên. Em sẽ vòng lại nha anh chị. Mấy cái tiệm buôn bán xe này cũng rất là lớn anh chị. Buôn bán xe Nguyễn Hoàng. Có dịp anh chị hãy về lại Bến Tre mình xem lại những cái con đường để mình sẽ ôn lại những cái kỷ niệm ngày xưa. Nhiều khi là những cái con đường mình đã từng đi qua, mình nếu mà cảm thấy mà không có tiện về được thì hãy xem trên cái kênh của em, thì em sẽ chia sẻ dần dần cho anh chị cùng xem lại những con đường ngày xưa và bây giờ nó như thế nào ha. Em giờ em sẽ chạy thêm một quãng nữa, quãng tới vùng binh Đông Tây vòng lại nha. Tại vì nãy em vòng lại anh chị, em quay hai bên đường cho anh chị xem cho nó rõ hơn. Anh chị nhìn từ xa là Bến Tre giờ rất là đẹp này. Nãy giờ em cũng dắt anh chị đi trên cái con đường đại lộ Đồng Khởi ha, xem thử coi ngày xưa và bây giờ nó khác nhau như thế nào và nó phát triển, Bến Tre phát triển như thế nào ha. Thì em hẹn gặp lại anh chị dần trong những cái video tiếp theo, em sẽ chia sẻ tiếp cho anh chị xem về những con đường ở Bến Tre. Rồi em hẹn gặp lại anh chị dần những video tiếp theo nhé.